chú. Chơi gì đó? Chơi hai nái lục. Mong rồi em có biết sao nái lục. Anh nói gì con, chơi gì con nói. Mà hai làm chơi không có làm chơi này. Hỏi thôi. Chị hai mẹ á, chị hai mẹ á, nó ở nhà là nó bài chơi á, tứ lô tung á chân nào ông bảo chú ơi. Thì mình chơi. À, chơi rồi cái ông này không có được chơi, ông này á là đi vòng vòng thôi. À, không có làm ép. Đèn hả? Ồ, mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi. Thấy rồi.
sao cho nó ở nhà. Ok nha chị nha. Thì do nó chỉ có một cái em thôi, cha cha là chị hai. Chị hai mấy cái em? Hai cái, do nó một cái, chắc nó không cái. Do mấy cái em, do
Nó tập giọng nằm ca sĩ đi. Con như dắt với con nhiều, và cái chú đăng ký cho con như dắt với con nha. Cô mong bỏ chút. Mong bỏ chút.